Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 27 tháng 7 của Đô San Vina. Bản tin trưa nay có những tin chính sau đây. Xuất hàng chuyến đầu tiên của dự án Văn Phòng 1 Top Frame đến nhà máy nhiệt điện Văn Phòng 1. Hoàn thành chương trình Clean House thứ 26. Đô San Vina chú trọng trong việc phân loại rác thải tại nguồn. Sau đây là nội dung chi tiết. Nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của đại dịch COVID-19, ngày 21 tháng 7 vừa qua, nhà máy Quater đã hoàn thành và xuất đi thành công 60 tấn thiết bị đầu tiên thuộc dự án Văn Phòng 1 Top Frame đến công trường nhà máy nhiệt điện POT Văn Phòng 1 sau hơn 3 tháng sản xuất. Dự án Văn Phòng 1 Top Frame được ký kết với khách hàng IHI Corporation Nhật Bản vào ngày 9 tháng 1 năm 2021 liên quan đến việc cung ứng gần 120 tấn thiết bị là các Top Enclosure Frame có nhiệm vụ dùng để giữ các header, roof panel, một trong những bộ phận của nhà máy nhiệt điện Văn Phòng 1 đặt tại Khánh Hòa. Đây là đợt xuất hàng đầu tiên của dự án với 60 tấn thiết bị là các Top Enclosure Frame thuộc Unit 1 được nhà máy Quater sản xuất từ ngày 15 tháng 4 năm 2021. Dự kiến chuyến xuất hàng tiếp theo của Unit 2 sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 9 tới. Đây cũng là dự án thứ tư mà nhà máy Quater tham gia chế tạo, sản xuất để cung ứng cho nhà máy nhiệt điện Văn Phòng 1 sau các dự án như Văn Phòng 1 Steel Structure, Văn Phòng 1 CW Piping, Văn Phòng 1 CTCA Seawater Piping và Văn Phòng 1 CTCA CW Piping 2 với tổng khối lượng lên đến 10.739 tấn. Nhiệt điện Văn Phòng 1 có tổng công suất 1.320 MW do tập đoàn Sumitomo Nhật Bản làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 2,58 tỷ USD. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ đi vào vận hành thương mại trong năm 2023 và cung cấp cho hệ thống lưới điện quốc gia khoảng 9 tỷ kWh trên năm, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt điện năng cho khu vực miền Nam Việt Nam. Sáng ngày 23 tháng 7 vừa qua, công đoàn Đô San Vina đã phối hợp cùng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc tổ chức lễ bàn giao căn nhà tình nghĩa cho một hộ gia đình nghèo tại thôn Phước Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với tổng kinh phí 30 triệu đồng. Căn nhà bà Lê Thị Úc đang sinh sống có diện tích 62m², được xây dựng cách đây 12 năm và đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cho việc cư ngụ vào mỗi mùa mưa nắng. Ở cái tuổi thường lục tuần, sức khỏe yếu dần nên việc lo cho bữa ăn hàng ngày cũng khó khăn. Vì thế, cải tạo lại căn nhà cho mình là điều quá sức với bà. Đặc biệt, bà thuộc diện gia đình chính sách có công với cách mạng, nên Ủy ban dân xã Bình Trị đã giới thiệu cho công đoàn cơ sở hai đơn vị Đô San Vina và Khu Kinh tế Trung Quốc khảo sát và tiến hành cải tạo sửa chữa. Sau gần một tháng thực hiện, các hạng mục như nâng cấp tường, thay mái tôn kiểm, lót nền, sửa cửa chính, nhà vệ sinh, hệ thống điện và sơn mới toàn bộ, căn nhà mới khang trang của bà đã được hoàn thành với tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng là 30 triệu đồng, được trích từ quỹ công đoàn của hai đơn vị. Ngoài ra, công đoàn Đô San Vina và Khu Kinh tế Trung Quốc còn hỗ trợ một số vật liệu và chi phí quà mừng để trao tại lễ bàn giao nhà. Đoàn cô rất mừng mà tới đã mừng hậu khăn được. Giới thiệu ra mà thì có công đoàn rồi bên quản lý, bên sở rồi mà không ủng hộ cho cô thì chắc cô bảo ấy. Tính từ năm 2015 đến nay, Đô San Vina đã tiến hành nâng cấp, sửa chữa nhà ở cho 26 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Với đặc thù là ngành sản xuất thiết bị công nghiệp nặng, song song với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác bảo vệ môi trường luôn được Đô San Vina chú tâm thực hiện. Và để hiểu rõ hơn về công tác quản lý chất thải tại Đô San Vina như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số hình ảnh ngay sau đây. Hiện tại Đô San Vina phát sinh 20 loại chất thải nguy hại và 14 loại chất thải không nguy hại, bao gồm cả phế liệu. Chất thải phát sinh được phân loại ngay tại nguồn và bao vào các thùng chứa riêng biệt, được sơn nhiều màu sắc khác nhau. Hàng ngày đội môi trường sẽ dùng xe tải để thu gom theo lịch trình cho từng xưởng bộ phận về kho lưu trữ chất thải, nhằm đảm bảo chất thải được xử lý triệt để, không lẫn lộn với các loại chất thải khác. Việc phân loại chất thải tại nguồn đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý chất thải, góp phần giảm thiểu nguy cơ phát tán các yếu tố độc hại nguy hiểm. Phân loại đúng còn có phần tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí cho công tác thu gom và xử lý rác thải tại công ty, cũng như tạo ra một môi trường làm việc an toàn, xanh, sạch đẹp. Kho lưu trữ chất thải có mái che được thông thoáng tự nhiên, nền kho cao, chống thấm, có hệ thống phòng ngừa nước thải rò rỉ, đảm bảo đúng kỹ thuật, có bố trí hệ thống phòng cháy chữa cháy và dụng cụ phòng ngừa ứng phó sự cố. Chất thải được chứa trong các thùng, bao bì kín, có dán nhãn mác theo TCVN
6707-2009 và sau đó được đơn vị thu gom vận chuyển đi xử lý. Định kỳ 6 tháng một lần, công ty bố trí nhân sự đến cơ sở của đơn vị thu gom để kiểm tra tình hình xử lý chất thải, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục bản tin trưa hôm nay, mời các bạn theo dõi một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Khuyên cáo phòng chống COVID-19, hướng dẫn người được cách ly y tế và thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú. Cách ly y tế là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh COVID-19. Bộ Y tế hướng dẫn tự cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú như sau. Người được cách ly cần tự cách ly tối đa 14 ngày. Cách ly tại phòng riêng, nếu ở phòng chung phải kê giường cách nhau ít nhất 2 mét. Không được tự ý rời khỏi khu vực cách ly. Không tiếp xúc trực tiếp, ăn chung với người trong gia đình, nơi lưu trú. Thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch ít nhất 30 giây. Đo thân nhiệt ít nhất 2 lần một ngày, ghi kết quả vào phiếu theo dõi sức khỏe. Thu gom khẩu trang, giấy lau mũi, miệng đã sử dụng vào túi đựng riêng, xử lý rác theo hướng dẫn của y tế. Báo ngay cho cán bộ y tế nếu thấy một trong các dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Đối với thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú cần hạn chế tiếp xúc, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi cần tiếp xúc. Hàng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng chất sát khuẩn thông thường. Báo ngay cho cán bộ y tế khi người được cách ly có dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Động viên, chia sẻ, hỗ trợ dụng cụ cần thiết cho người được cách ly. Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình, nơi lưu trú. Bản tin trưa nay của Đô San Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Đô San Vina, DVTV, V12N54. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin của Đô San Vina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và ISO với từ khóa Đô San Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.